đông vậy anh Thương? Để chừng khoảng 60 đông. 60 đông hả? Nhiều ha. Tháng được 60 đông. Tháng là 60 đông container. Một tháng là 60 đông container. 60 đông container. Đây là chỗ nãy mình qua rồi không anh? Đúng rồi. À. Đứng dễ sợ. Đi vô trong thì mình không thấy bao nhiêu người, rồi đi ra ở đâu đó. Dạ đúng rồi. Đi ra như kiến. Dạ. Nhất là cửa ra đường là cạn đường luôn. Dạ.